Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục với hệ thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố chính chủ xây dựng để ở, vị trí vừa ở, mở phân phòng công ty, spa, cơ sở giáo dục y tế, rất là thuận tiện luôn. Tọa lạc trong con hẻm của trục đường kết nối với đường Quang Trung, thuộc phường 12 quận Gò Vấp. Nhà được gia chủ có trang bị thang máy mà lên tới 5 phòng ngủ lận. Và Hằng Ni đang có mặt tại vị trí của trục đường Quang Trung. Đầu đường nhà mình đó là ngân hàng VIP, cho đến cửa hàng xe ô tô, ra ô tô rất là to luôn. Và tập trung rất là nhiều tiện ích, nhà hàng, quán ăn, cơ sở giáo dục y tế, ngân hàng, cho đến trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và kế bên nhà trong bán kính 200m là có hai cái nhà thờ luôn cả nhà. Đó, hướng đi vào là bên trong nhà thờ Vĩnh Hiệp nè. Nhà tọa lạc ngay địa chỉ cái trục đường Đỗ Thúc Tịnh, thuộc phường 12 quận Gò Vấp, ngay hướng đường Quang Trung mình đi vào. Với vị trí này, cả nhà mình di chuyển về ngã năm Gò Vấp tầm khoảng 10 phút, cách quận Bình Thạnh, Phú Nhuận cũng như là quận Tân Bình, Tân Phú chỉ từ 15 phút di chuyển. Và Hằng Ni đang có mặt tại khu dân cư của ngôi nhà. Hôm nay em đi khách hàng mình tọa lạc trong khu nhà xây dựng đồng bộ. Kế bên nhà mình nó là văn phòng công ty, spa, một khu vực tương đối an ninh luôn. Đường trải nhựa sạch đẹp lắm, rộng lên tới 7m. Hai ba làn xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái. Và nhà mình cách mặt tiền đường chỉ khoảng 30m di chuyển. Vị trí này vừa ở, mở phòng phòng công ty, hoặc là mình cho thuê cái dòng tiền thu nhập hàng tháng cũng được luôn nè. Và nhà với cái cấu chuẩn là một trệt một lửng, hai lầu thì ban công sân thượng bên trên, mẫu kiến trúc tân cổ điển, mỗi tầng được gia chủ mình có chỗ ban công ra bên ngoài, rất là thông thoáng. Và thuộc hướng chính là hướng đông bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là Tây Tứ Trạch, với thông số diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 19m. Và khuôn đất của mình công nhận đủ là 73m2. Công năng sử dụng bên trong nhà rơm, mặt bằng phía trước có thể là kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà, ra ô tô, phòng khách, phòng bếp. Bên trên có tổng là 5 phòng ngủ, trong đó gia chủ có thiết kế phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ. Và đặc biệt nhà mình được gia chủ mình có đầu tư thang máy. Đó, đối diện nhà mình là một cái khoảng vỉa hè đang trồng cây trồng hoa, rồi bàn trà ghế ngồi. Khu vực này thì vị trí rất là đẹp luôn, đường sạch sẽ. Và tìm đâu ra một căn nhà thứ hai vừa rẻ, giá bán hợp lý 10 tỷ 650 triệu đồng, giá còn thương lượng với chính chủ nữa. Và nên hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Với mẫu kiến trúc tân cổ điển, một trệt một lửng, hai lầu thêm ban công sân thượng bên trên, và được gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa ga vào, một lớp cửa sắt bốn cánh sắt CNC, bên trong thêm một lớp cửa cuốn nữa. Và đã được gia chủ trang bị hệ thống camera từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, đầy đủ cho đại gia đình của mình khi mà an cư sinh sống, rất là an ninh luôn. Và khu vực tầng trệt được gia chủ thiết kế cho mình, mặt bằng có thể là mở phân phòng công ty, kinh doanh bán online, hoặc là khu vực ra ô tô, mình đổi được xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ sẽ bán tải tương đối thoải mái luôn nè. Đó, phòng khách liên thông với ra ô tô phía trước đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Với mẫu kiến trúc tân cổ điển pha thêm một chút hiện đại cho căn nhà phố này. Và khu vực phòng khách phía trước được gia chủ thiết kế thông tầng nhìn lên bên trên. Bên trên mình có đèn chùm, trần chìm giật cấp, đèn led âm trần, và có tủ rượu, tủ trưng bày, tủ kệ tủ tivi, tivi hoàn thiện các trang thiết bị. Bên dưới là mình lót gạch bóng kiến chống trì chống chân trượt 80-80. Với tông là màu xám ở cả nhà, hai phía bên mảng tường của mình được gia chủ mình ốp gạch cao phun trần lên trên luôn, nhìn rất là sạch sẽ và dễ lau chùi. Và sofa, bàn trà đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện cho căn nhà phố, ngang 4, chiều sâu là 19m, vị trí thì rất là đẹp, ngay kế bên mặt tiền đường, khu sạch đẹp an ninh. Trong đó là được gia chủ thiết kế cho mình có thang bộ nằm ở giữa nhà, bên dưới chân cầu thang của mình thiết kế cho mình những cái hệ tủ để đồ, tủ thiết kế. Và khu vực thang bộ của mình ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ lan can bằng sắt nè. Đối diện khu vực thang là mình có một cái tấm kính trang trí kết hợp thêm những cái lam gỗ. Phía sau thang bộ của mình là được gia chủ thiết kế cho mình thang máy. Một căn nhà có thiết kế thang máy mua về dành tặng cho bà lớn tuổi trong gia đình thì quá là phù hợp luôn. Trong đó gian phòng bếp của mình đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh space lớn kết hợp với bộ bàn ăn 6 ghế. Được gia chủ sử dụng cho mình chất liệu tủ bếp là gỗ an cường,
và có lắp hẳn cho mình một cái quạt máy ở đây bên trên trần là có đèn chùm chằng chịt giật cách nè, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn, nhìn rất là sạch cho căn nhà phố chính chủ xây dựng để ở nay đang cần tiền bán gấp. Một cái cây này là cây trưng bày cây giả nha cả nhà. Và khu vực kiến trời được cho chủ thiết kế nằm ở cuối ngôi nhà, có lavabo đường soi, kiến trời thông thẳng ở khu vực sân thượng bên trên để lấy sáng trực tiếp trên ngôi nhà của mình vào ban ngày. Và ta lấy sử dụng tại tầng trệt, trong đó mình có bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp cao phun trần lên trên và cùng hành lý chúng ta ngắm như là một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng hàng ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà giá bán hợp lý nhất cho một căn nhà phố đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống, không cần di chuyển đi đâu quá xa. Ngay trục kết nối với trục đường Quang Trung, một vị trí vừa ở mở phòng phòng công ty kinh doanh spa tại nhà thì rất là phù hợp luôn nè. Có thiết kế thang máy, nhà rộng, đường thông thoáng, trồng cây, trồng hoa. Và cùng hàng ly chúng ta ngắm nhìn từ phía bên trong này, nhìn ra phía trước và hàng đi tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Đó, bên dưới chân cầu thang của mình có hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảm biến, nhìn rất là nét luôn, thoáng quá cả nhà. Lâu lâu mới thấy một căn nhà được gia chủ thiết kế phải nói là công năng đầy đủ như vậy. Ngang 4, chiều sâu là 19m, khuôn đất của mình công nhận đủ. Và di chuyển tiếp tục lên gian tầng lửng bên trên. Đó, đèn cảm biến quá là tuyệt vời luôn. Khi mà hàng đi di chuyển lại gần á, đèn sẽ tự động sáng lên. Nhà này ngay vị trí này thì rất là đẹp luôn. Lâu lâu mới thấy một căn nhà thiết kế mà có thang máy mà giá bán là hợp lý như vậy. Và từ tầng lửng của mình sẽ được gia chủ thiết kế khoảng thông tầng nhìn xuống bên dưới. Đó, khoảng thông tầng của tầng lửng nè. Và phòng khách của mình đã được gia chủ trang bị hoàn thiện, có thể là sử dụng làm một phòng ngủ đầu tiên tại tầng lửng nếu mà nhà mình đông thành viên tại đây cũng được, hoặc là mình thiết kế sử dụng lại là một cái gian phòng khách, phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke cũng được luôn, tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Hiện tại gia chủ đang trang bị một cái gian phòng ngủ tại đây á, trong đó là mình có giường ngủ nè, hệ tủ táp, rồi tủ quần áo, cái tủ tivi, có máy lạnh sử dụng tại đây luôn. Và khu vực kiến trời bên dưới lúc này hàng có quay rồi đó cả nhà, là vào bồ đường soi nằm phía bên ngoài và toilet sử dụng riêng bên trong đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện, có quạt hút mùi, bồn vệ sinh và tắm hoa sen. Và cùng hàng ly chúng ta tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Một phòng ngủ đầu tiên nếu mà nhà mình đông thành viên, hoặc là mình chỉ cần dời cái khu vực giường ngủ này ra ngoài là mình thiết kế ở đây được một cái phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc cũng được. Và đi di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo, em sẽ đi vào bên trong thang máy để cả nhà mình cùng ngắm nhìn thang máy nè. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng hàng ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà cho bán hợp lý nhất cho một căn nhà thiết kế theo mẫu tân cổ điển chính chủ mình xây dựng để ở, nay đang cần tiền bán gấp nha cả nhà. Bên trong thang của mình có tấm kính trang trí luôn, thang tương đối rộng, đó được gia chủ mình thiết kế nhấn nhá. Trọng lượng của mình là 450kg, mỗi lần di chuyển như vậy là được 6 người. Tầng trệt, tầng lửng, lầu 1, lầu 2, lầu 3. Đó, và trong thang của mình có các bạn hướng dẫn sử dụng luôn. Ở đây mình thiết kế thì một cái nhà nhẹ nhẹ, du dương bên trong thang nữa thì nghe rất là thoải mái luôn á. Và di chuyển tiếp tục lên lầu tiếp theo, được gia chủ thiết kế cho mình đầy đủ công năng. Mỗi lầu như vậy gồm hai phòng ngủ, phòng trước và phòng sau. Thang bộ của mình được thiết kế đi rất là đều bước luôn, thông thoáng lắm. Và di chuyển vào phòng ngủ đầu tiên nè. Phòng phía trước có ban công, phòng phía sau có cửa sổ giếng trời, được gia chủ thiết kế công năng đầy đủ, trong đó là mình có giường ngủ, kệ tủ tivi, tủ quần áo, hệ tủ táp. Gia chủ đã lắp cho mình hoàn thiện đầy đủ các trang thiết bị nội thất bên trong. Mình có máy lạnh, rồi quạt máy, nữa là lavabo đường soi thiết kế nằm ở giữa ở phía bên ngoài, rồi toilet sử dụng riêng bên trong nhà, đó trong phòng luôn. Rồi đây là khu vực giếng trời nè, thoáng lắm, đầy đủ các trang thiết bị rồi nha cả nhà. Nhà mình đã thuộc hướng chính là hướng đông bắc, một hướng không có nắng lắm, lúc nào cũng có lượng gió lưu thông, hướng đông hơi ghé bắc một tí, phù hợp khách hàng mình cứ hướng mệnh là tây tứ trạch. Và di chuyển tiếp tục, gian phòng nằm ở phía trước được khách hàng mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà cho bán hợp lý nhất. Đó, và gian phòng tiếp theo mình sẽ có toilet sử dụng riêng, có vách kính ngăn riêng, bồn vệ sinh, lavabo, đường soi,
và tấm hoa sen gạch ốp cao phương trần lên trên có quẹt hút mùi bên trong luôn. Đó có máy tính là ngăn riêng khi tắm không bị phân nước ra bên ngoài đâu nè. Và phòng ngủ phía trước là chúng ta mình sẽ có giường ngủ, tủ quần áo, cái tủ tivi. Quý khách hàng mình nếu mà thích một căn nhà ngay vị trí đường rộng thoáng mà mình đi làm bên hướng Tân Bình, Tân Phú, thì cái căn nhà này mình đi ra hướng Tân Sơn nè, rồi mình đi làm rất là thuận tiện, hoặc là trục kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như là mình di chuyển hay làm bên hướng trung tâm quận Gò Vấp cũng được luôn. Nhà mình á, nhìn đối diện đây là có một cái vỉa hè nè. Ở khu vực này á, dân cư mình ở an ninh lắm đó, cho nên mình có trồng những cái bồn hoa nè, rồi khiêm ghế đá để ngồi nữa, nhìn chill lắm, rất là thông thoáng. Ngoài kế bên nhà mình có văn phòng công ty, spa đầy đủ luôn á. Một khu nhà dân cư ở rất là an ninh, có camera khu phố. Khu này là khu công ty, văn phòng, nhà ở nha cả nhà. Đường sạch đẹp, an ninh lắm, đường chảy nhựa nữa chứ không có một cọng gác nào luôn á. Và Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên tầng bên trên để khách hàng mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ căn này, thương lượng ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất cho một căn nhà phố đầy đủ công năng cho một đại gia đình của mình an cư nghỉ dưỡng, không cần đi đâu quá xa. Và di chuyển tiếp tục lên lầu bên trên, ngay vị trí này là vừa ở rồi mình kinh doanh, làm gì cũng ra tiền luôn á. Mình mở văn phòng công ty nè, hoặc là tiệm nail spa nhỏ nhỏ tại nhà cũng được luôn nha cả nhà, kinh doanh mua bán online. Và di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo. Và với cách này mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất. Hoặc là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, cách đây mình chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo, được gia chủ thiết kế cho mình phòng ngủ thứ tư chứ. Nãy giờ đi quay bên dưới là 3 phòng rồi, nên đây là phòng thứ tư. Thì gia chủ để trống nên nếu cả nhà mình đông thành viên mình cần 5 phòng ngủ á, thì căn phòng này mình để thêm giường ngủ rồi những cái bàn sử dụng vào tủ quần áo rồi cái tủ tivi á, hoặc là mình sử dụng làm phòng phía trước làm phòng ngủ, phòng phía sau này làm phòng để quần áo cũng được luôn. Đó, một căn phòng riêng biệt để quần áo được trang sức, có toilet sử dụng riêng bên trong. Nhằm đi thấy á, là thay vì cái tầng lửng á, là mình để phòng ngủ, thì mình dời cái phòng ngủ đó lên trên này, dời hết tất cả các đồ lên trên này đi, mình để cái phòng này nè, rồi cái khoảng tầng lửng đó mình làm một cái phòng khách, phòng sinh hoạt chung cho đại gia đình của mình thì nó sẽ hợp lý hơn nhiều luôn á. Hoặc là nếu mà cái thì mình thích một cái căn phòng master thì phía sau này có thể là thiết kế một cái phòng xông hơi cũng được. Rồi đồ thì cũng dễ nha cả nhà, đồ đó là đồ gời cho nên mình tháo lắp mình đem lên đây cũng rất là dễ dàng luôn. Thì cả nhà mình cần thì Hằng Ni sẽ trao đổi với chủ nhà hỗ trợ cái phần lắp đặt thi công luôn. Sổ hồng thì cứ chính chủ công chúng mua bán trong ngày. Và gian phòng ngủ thứ 5 nè, bát kính ngăn riêng, đầy đủ cái trang thiết bị, gạch ốp cao phương trần lên trên luôn. Và trong đó chúng ta sẽ có giường ngủ, tủ quần áo, kệ tủ tivi, bàn trang điểm, ban công phía trước, khu vực trồng cây, trồng hoa. Càng lên cao thì view càng thông thoáng. Một căn nhà ngay vị trí trục đường kết nối với đường Quang Trung. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni thương lượng với chính chủ và làm việc ngôi nhà, sở hữu ngay căn nhà phố này. Một mức giá rất là hợp lý cho căn nhà có thiết kế thang máy, chỉ trong phân khúc giá bán 10 tỷ hơn. Và Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên gian lầu bên trên để khách hàng mình cùng tham quan. Thang bộ của mình thiết kế đi rất là đều bước luôn nè. Đó, mảng tường của mình có những cái lam gỗ, rồi bên trên là dán giấy dán tường. Và gia chủ thiết kế cho mình bên trên này là ô cửa riếng trời lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà của mình. Và ban ngày thì đủ ánh sáng tự nhiên. Trong đó là mình sẽ có sân thượng trước, sân thượng sau. Sân thượng phía sau là mình để khu vực giặt sấy, để máy giặt, máy sấy, rồi khu vực sân phơi. Gia chủ thiết kế cho mình thang sắt di chuyển lên tầng tâm bên trên để đặt bồn nước cho máy nước nóng năng lượng mặt trời. Trong đó là mình có riếng trời nè cả nhà. Riếng trời này gia chủ để cái độ hở luôn, nghe nó thoáng lắm đó. Nhưng mà ở bên trên cũng hở luôn, nhiều khi mua nó sẽ tạt xuống dưới này á nha cả nhà. Thì bên trên này gia chủ để cái khoảng hở này thì Hằng Ni nghĩ á, mình về có thể là mình thiết kế
một cái mái che, tấm che bằng PK hoặc tấm bằng kính á, mình cho nó ga đây xíu nè, nhưng cái này mình nâng lên xíu rồi mình cho nó ga xíu, nó sẽ tạo cái độ hở khoảng bao nhiêu đây, gió luồn vào bên trong sẽ mát, rồi mình che được cái khoảng trời mưa nữa cho nó sạch sẽ bên dưới, nhiều khi nước mưa cứ rơi á đó. Còn cái khoảng bên đây là thanh sắt di chuyển lên tầng tâm bên trên để đặt bồn nước hay máy nước nóng năng lượng mặt trời nè, và di chuyển ra sân thượng phía trước được anh em mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ni thương lượng với chính chủ căn nhà này để sở hữu với một cái giá hợp lý nhất. Ở phía trước là mình có phòng thờ ông bà tổ tiên, tùy theo phong tục tập quán gia đình mình đó, có một cửa sổ mở ra bên ngoài luôn. Và này là mình để bàn trà kèm ghế ngồi, thiết kế một khoảng sân vườn trồng cây trồng hoa, nên tổ chức tiệc nướng BBQ mình để một cái ghế xích đu nhỏ nhỏ cũng được. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em, cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày đó. Đường này có trồng cây trồng hoa nên rất là thoáng luôn, với một cái khu phố và nó rất là đáng sống luôn. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình, các cô chú anh chị luôn có sức khỏe an yên và tràn đầy hạnh phúc, và mình đón một năm 2024 vạn sự như ý. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt, bye bye.